Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kukhoa Vlog. Và bây giờ đã là 11 giờ 16 phút ngày 24 tháng 12. Thì còn cỡ 1 tiếng nữa thôi, mùa lễ Giáng sinh sẽ bắt đầu. Chúc tất cả các bạn có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Cũng như thường lệ thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái nghi thức triệu hồi. Triệu hồi cái gì? Thì cho các bạn xem sơ qua ha. Đây, các bạn có biết đây là ai không? Tới đây thì chắc có lẽ là một số bạn đã nhận ra rồi đúng không? Ok, đó chính là ác quỷ Krampus. Thì về nguồn gốc của cái con ác quỷ này á, đó chính là vào mùa lễ Giáng sinh. Không phải mùa Giáng sinh chỉ có ông già Noel xuất hiện đâu các bạn, mà kèm theo đó, đó chính là ác quỷ Krampus. Thì nếu như ông già Noel sẽ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan, thì ác quỷ Krampus nó sẽ bắt những đứa trẻ hư và bắt xuống địa ngục luôn á mọi người. Cái này mình không biết là như thế nào, nhưng mà truyền thuyết của nó là như vậy. Các bạn nào mà muốn xem chi tiết hơn á, các bạn có thể lên Google và search là ác quỷ Krampus. Có rất là nhiều bài viết về các ác quỷ này, và một số YouTuber nước ngoài cũng đã triệu hồi thành công rồi nha mọi người. Ok, thì để thực hiện cái video ngày hôm nay, mình đã chuẩn bị một số thứ ha. Đầu tiên đó chính là một cái hình mà mình đã in ra, đó là hình của ác quỷ Krampus. Nhìn có vẻ là khá đáng sợ ha các bạn. Và ở đây, đây là một cái con hình nhân bằng rơm, và đây là một cái khuôn mặt nè các bạn. Đó, khuôn mặt của ác quỷ Krampus ha, mình đã dán lên đây luôn. Các bạn có biết đây là gì không? Đây là cái nguyên liệu rất là đặc biệt, các bạn nhìn kỹ nha. Đây nè, đây, đó chính là máu dê. Máu dê nha các bạn, nhìn đây thì nó giống như là máu heo á, hay còn gọi là huyết heo. Tuy nhiên nó là huyết dê nha. Và đây chính là cái bình rượu. Rượu thì mình cũng có bỏ ở trong đây một ít huyết dê nè các bạn. Kèm theo đó là 6 ngọn nến. Và bên đây thì các bạn có thể thấy đó là một cái ngôi sao 6 cánh, biểu tượng của ác quỷ ha. Ok, với tất cả những thứ như thế này thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một cái nghi lễ, đó là triệu hồi ác quỷ Krampus. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Mình sẽ đi tìm một cái cây tre và mình chọt cái đây để mà mình cắm ở giữa cái ngôi sao 6 cánh nha các bạn. Ok, cái bụi tre quen thuộc. Đây rồi. Mẹ đại đi. Đây. Rồi, ok, mình đã có một cái cây tre và bây giờ mình sẽ cắm nó vào cái con hình nhân. Rồi mình sẽ cắm nó ở dưới ha các bạn. Rồi mình sẽ cắm nó ở dưới đây. Ok, để vậy thôi cho các bạn hình dung thôi, chứ hiện tại là chưa có sử dụng đâu các bạn. Thì trước tiên để mà thực hiện cái nghi thức đầu tiên á, đó chính là mình sẽ sử dụng đây huyết dê. Các bạn biết tại sao mà mình sử dụng cái huyết dê để mà mình triệu hồi ác quỷ Krampus không? Các bạn nhìn kỹ nha, các bạn thấy cái sừng của nó không? Thì theo như truyền thuyết á, đó là ác quỷ Krampus nó là một cái sinh vật lai dê. Đây cái sừng dê và hai cái chân dê nữa, hai cái chân của nó giống như cái chân của con dê vậy các bạn. Cho nên mình đã sử dụng cái huyết dê để mà có thể triệu hồi được nó ha. Ok, thì huyết dê nó khá là dơ, cho nên mình sử dụng một cái bao tay để mà mình thực hiện cái nghi thức này. Đầu tiên thì mình sẽ lấy huyết dê nè, mình sẽ rải lên trên đây. Rải lên, rải vòng vòng theo cái hình ngôi sao 6 cánh này nha các bạn. Đó, mình sẽ rải đều 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 hết đây luôn. Rồi, sau đó mình sẽ sử dụng rượu và mình sẽ đốt lên nha các bạn. Bởi vì khi mà mình đốt á, cái mùi hương của máu nó hòa quyện chung với rượu á, nó sẽ hấp dẫn cái con ác quỷ này tới. Và tiếp theo đó là đọc một cái câu thần chú ha. Đó. Mình mua khá là nhiều, mua có 5.000 mà ta bán quá trời luôn á các bạn. Ghê quá, hôi rình nè các bạn ơi. Đều 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 hết luôn. Ok, rải càng nhiều thì cái mùi của nó càng đậm, và khi đó cái nghi thức của mình nó sẽ mau thành công hơn ha các bạn ha. Ok, rồi. Rồi, gỡ cái con này ra đi, chưa tới lượt cái con này xuất hiện đâu các bạn.
Rồi bây giờ mình sẽ để cái này ở giữa. Ok, tiếp theo đó mình sẽ sử dụng đây rượu kèm theo máu dê mà mình bỏ vô trong này nè các bạn. Nhang để xuất ra, nhang để khúc sau đi. Mình sẽ rúi nó từ từ lên. Ok, mình đã rúi rượu lên trên hết cái ngôi sao 6 cánh rồi. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ đốt nhang lên. Dưới sức nóng của ngọn lửa thì cái tấm hình của ác quỷ Krampus đó các bạn cũng đã bốc cháy luôn rồi. Bước đầu để thực hiện nghi thức nó sẽ là như vậy ha. Các bạn thấy lửa nó nhảy múa không? Nó chạy vòng vòng nè. Rồi xong. Tiếp theo mình sẽ cắm cái con người nọm này ở ngay giữa đây nha các bạn. Đặt 6 ngọn nến ở đây. Mình không biết có gió hay không nữa. Bởi vì nếu mà có gió mà nó tắt cái ngọn nến này á, thì nghi thức nó sẽ ít thành công hơn. Rồi ok, như các bạn đã thấy là mình đã đốt hết 6 cái ngọn nến lên rồi nha các bạn. Và đây, đây là nhân vật chính của mình ha. Và bây giờ mình sẽ thực hiện tiếp cái phần nghi thức để triệu hồi cái ác quỷ Krampus này lên. Mình sẽ sử dụng 3 cây nhang ha. Thứ nhất là mình sẽ từ xếp cho nó đều đều lại các bạn. Mở đầu nè, mở chân nè, tay nè. Đó. Và cái quan trọng nhất á, các bạn biết là gì không? Mình phải hủy 2 cái con mắt của nó đi. Có thôi. Mình mới vừa nghe cái tiếng gì giống như tiếng gào thét lên đó các bạn. Chắc là gần đây có ai hát karaoke hay gì á mọi người. Hú hồn. Nè, sẽ hủy cái đôi mắt của nó đi ha. Cơ bản là mình đã hủy đi cái đôi mắt của nó rồi nha các bạn. Okay. Tiếp theo. Thì nãy giờ cái nghi thức của nó hơi bị lâu. Tuy nhiên là cuối cùng thì mình cũng đã xong rồi các bạn. Và bây giờ cái công việc của mình cũng giống như những lần trước. Đó là mình sẽ ngồi và mình chờ đợi để xem coi kết quả của nó sẽ là như thế nào nha các bạn. Không biết chỗ các bạn lạnh không chứ chỗ mình nó lạnh ghê luôn á.
mình nghe giống như cái tiếng giống như là ai cái gì mà nó cào cào á các bạn, nó cào cào vô cái cây hay gì á. Ok, để mình cầm cái đèn pin mình soi thử coi. Đâu ta? Ui. 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 Giống như nó từ từ. Ok, chắc là mình nghĩ là do khói của cây nhang á. Nó hồi nãy gió nó đùa qua bên đây nè các bạn, làm mình ảo giác giống như là nó có cái cánh vậy các bạn. Rồi nãy giờ không thấy gì hết mọi người, một cây nến nó đã tắt rồi nè. Bây giờ mình sẽ mồi lại ha. Cũng được 5-10 phút gì rồi. Tuy nhiên là mình vẫn chưa thấy cái hiện tượng gì hết. Chỉ có gió nó làm cho mấy cái cây đèn cày này nó cứ le lói á các bạn. Có một cây nó mới vừa tắt xong. Không biết sao mà tự nhiên ở trong đó nó bốc khói dữ vậy ta. Ok, bây giờ mình sẽ ngồi đây và mình chờ đợi cùng mọi người xem có xem nó có làm gì tiếp theo hay không nha. Ok, nếu mà không ổn thì chắc là mình sẽ tạm dừng cái nghi thức này luôn. Như nó động đậy. Ôi ơi, nó động đậy thiệt mọi người. Nè 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 nè. Ôi, ôi, ôi. Mình không biết phải nói như thế nào. Tuy nhiên là mình nghĩ chắc là nó xuất hiện gần đâu đây à mọi người ơi. Thứ nhất là nó đã khói nó bốc ra từ trong cái con đó. Thứ hai là mình nghe cái tiếng nó cào cào nó nhiều hơn lúc nãy nữa các bạn. Ui cái đèn là mình tưởng giống như là có con mắt nó đang nhìn vậy các bạn, làm hú hồn. Vậy là nó hiển linh thiệt rồi các bạn ơi. Ôi mọi người ơi, nó bay mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Nó bay trước mặt mình luôn á các bạn. Ôi. Hình như có lửa gì ngoài kia kìa. Ôi. Ôi.
Ôi nó nè mọi người ơi, cái con hình nộm nè, sao nó rồi mình lấy cái cây coi. Ui nó cháy phần đầu à mọi người ơi. Gì vậy ta? Nó cháy cái phần đầu và nó cháy luôn cái tấm hình của cái con ác quỷ Krampus đó mọi người. Ok. Thôi được rồi. Chắc là mình sẽ kết thúc video ở đây mọi người. Bởi vì cái con người rơm nó đã cháy rồi. Mà một khi nó cháy á, thì mình nghĩ là nó sẽ không còn gì nguy hiểm nữa đâu mọi người. Rồi thôi, chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ.